Thưa quý vị, năm 2012, Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh. Tại hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã đưa ra cam kết Việt Nam phấn đấu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu trên, cần có nhiều giải pháp, đặc biệt là phải có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch và phát triển bền vững. Khoảng 10 năm về trước, nhiều khu công nghiệp Việt Nam được xây dựng theo quy trình ngược, tức là xây dựng nhà máy trước, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo sau, kéo theo nhiều hệ lụy ô nhiễm môi trường. Thực tế này đã đặt ra nhiều thách thức cho mỗi địa phương. Thế nhưng những năm gần đây, nghịch lý này đã chấm dứt. Các khu công nghiệp được quy hoạch đầu tư bài bản, đúng quy trình, công tác đánh giá tác động môi trường gọi tắt là DTM luôn được đặt lên hàng đầu và luôn ưu tiên những dự án có hàm lượng công nghệ cao, sản xuất sạch. Nhiều người Việt đã nhìn thấy rằng phải tăng trưởng xanh, phải thúc đẩy hiệu quả và bền vững. Đây là một lợi thế, còn với những nhà đầu tư nước ngoài, họ cũng đang bước cùng con đường của Việt Nam khi mà tăng trưởng xanh là đích đến của họ. Bởi đây là con đường để họ bán được sản phẩm ra toàn thế giới. Việt Nam rất có tiềm năng để trở thành trung tâm xanh, nơi có thể xây dựng những nhà máy xanh, những khu công nghiệp xanh để thu hút các nhà đầu tư. Cùng với ưu tiên sản xuất sạch, việc phát triển năng lượng sạch cũng đang được đặt ra. Trong đó, việc sản xuất hydro xanh, nguồn năng lượng gần như không phát thải khi ô nhiễm, được xem là xu hướng tất yếu, góp phần thực hiện cam kết của chính phủ đến năm 2050, Việt Nam sẽ không phát thải carbon. Trong đó, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nam Bộ là hai vùng được đánh giá là có tiềm năng nhất. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất lớn, thiếu hành lang pháp lý và các cơ chế nên việc phát triển năng lượng hydrogen còn nhiều khó khăn, rào cản. Tiềm năng các cái nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam, nhất là nguồn điện gió và điện mặt trời rất là cao. Ví dụ như cái điện gió ngoài khơi, rồi điện gió trên bờ, rồi tiềm năng cái điện mặt trời rất là lớn. Thì cái khả năng cái nguồn năng lượng tái tạo, thì ngoài cái việc được cấp điện trực tiếp cho lưới điện, thì cũng Việt Nam cũng còn nhiều cái tiềm năng để cái nguồn để dùng cái chuyển đổi sang cái năng lượng tái tạo, thì từ năng lượng tái tạo đó dùng cái công nghệ điện phân để sản xuất hydro xanh thì tiềm năng khá là lớn. Ở Việt Nam mình thì hiện nay cái công tác chuẩn bị cho cái năng lượng mới này tôi cảm giác như là mới có bắt đầu và nó rất là nhiều cái khó khăn, nhất là về pháp lý, về những cơ chế hỗ trợ và đặc biệt là các cái công nghệ tiên tiến này, nó đòi hỏi một cái chi phí đầu tư lớn và nó rất là cần những cái cơ chế hỗ trợ ngoài chính sách, còn cái cơ chế hỗ trợ về tài chính. Tuy nhiên chúng ta chưa có sẵn sàng và chúng tôi hy vọng rằng là trong tương lai rất là sớm, Việt Nam chúng ta sẽ có những cái chính sách để hỗ trợ cho các cơ chế này phát triển. Theo Bộ Công Thương, bên cạnh công tác bảo vệ môi trường, xanh hóa sản xuất giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có được những tấm vé thông hành là các chứng chỉ xanh, các tiêu chuẩn quốc tế để thâm nhập sâu hơn vào các thị trường xuất khẩu khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và hưởng thuế các suất ưu đãi. Do vậy, Bộ Công Thương đang tham mưu các cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sản xuất từ sản xuất theo mô hình truyền thống thông thường sang sản xuất xanh, sử dụng năng lượng sạch.